đâu. Thôi. Cô làm cái gì vậy? Cô tính hù em cho vui á mà. Đi thôi, mình đi thôi. Hả? Đi đâu cô? Thì mình đi tập chạy 2 người 3 chân. Em đăng ký rồi mà. Trời ơi, cái đó có gì đâu mà phải tập cô. Thì đúng rồi, không có gì đâu phải tập hết. Nhưng mà Mẫn biết đó, cô thì bụng về hậu đậu nữa. Cho nên nếu mà không tập á, cô sợ mình sẽ đứng chót đó. Nha, đi tập thôi, đi. Mẫu 2 cô đếm mẫu 2 như sao mà đi được. Ủa vậy phải đếm sao bây giờ? Cô phải đếm vậy nè, 1 2 1 2 1 2. À cô hiểu rồi. Rồi giờ 1, mình thử 2, nha 1 2 1 2. Ừ rồi cô nhớ nhịp chưa? Rồi em cẩn thận nha. Rồi bắt đầu chân phải trước nha con. Em chân phải tức là cô chân trái nha. À cô hiểu rồi. Rồi bắt đầu 1 2 1 2 1 2. 1 2 1 2 1 2. Rồi, lớp mình còn bạn nào muốn chơi bóng rổ nữa không? Tôi đăng ký nè. Rồi. Dạ. Mẫn, em có muốn chơi bóng rổ không? Không thích. Bạn thân. Mình chơi bóng với nhau đi bạn thân. Không. Mẫn, chơi với mình Mẫn. Mẫn. Sao rồi? Ừ. Lớp mình đã đăng ký đầy đủ hết chưa em? Dạ, sắp xong rồi cô. Lớp mình á còn ai muốn chơi môn chạy đua 3 chân, 2 người 3 chân đó, biết cô không? Tao. Lộn. Em là cô. Em hả? Dạ. Ờ nhưng mà thật ra thì đăng ký như vậy thôi chứ cô chơi trò đó dở lắm, chắc cô đua không được đâu. Cô yên tâm đi, em cổng cô được mà. Thôi giỡn đủ rồi, thật ra thì cô muốn cả lớp của mình đều đăng ký đầy đủ hết. Như vậy chúng ta cùng tham gia chung, như vậy mới thể hiện được tính đoàn kết cả lớp mình được chứ. Đúng không nè? Yeah. Cố gắng lên. Rồi cô đi trước nha. Dạ. Cố lên, cảm ơn em nha cô. Minh. Về nhớ tập nha cô, lấy cái bao bố cô. Cái thằng yếu mà ra gió, không biết lượng sức mình. Trời ơi, nó mạnh lắm vậy. Mày nhìn cái gì? Thằng phản bội muốn lộn không? Hù gắt ta. Bạn mình quất nó không? Bạn quất nó một trận đi, chơi nó đi vô khác đi rồi đừng làm phiền tao. Chứ mình bản thân với nhau mà giữ thể diện xíu đi. Quất nó bạn, quất nó thằng chết rồi ngồi. Đồ gà mái. Ủa sao ông quất cái thằng khốn mày? Ê đợ, mà bản thân đâu nói mày gà mái đó. Ê trời với bạn. Giờ tình hình nó căng thẳng lắm. Thằng Huy nó bị gãy chân rồi, cho nên bây giờ thằng Vũ nó phải vô thế chơi bóng rổ cho thằng Huy. Bây giờ em giúp Vũ vô chơi cái trò đua 3 chân với cô được không? Thôi lớp thiếu gì thằng cha thì kêu em chi. Tại lớp có mình em không đăng ký chơi trò gì hết á. Anh mới nhờ em. Bây giờ nè em lựa đi, ví dụ một là em chơi trò đua 3 chân với cô, hai là em vô thế bóng rổ cho thằng Vũ. Gì đây? Mình tự ý ghi tên người ta vô rồi đặt hỏi chi nữa. Thì anh ghi vậy thôi chứ anh lại anh hỏi ý kiến em nè. Thi đi. Vậy anh chốt nha, em thi chơi đua 3 chân với cô nha. Mà anh em với nhau không à, mặt cứ hầm hầm hoài à. Thôi ôm nhau một cái đi. Trời ơi. Ôm nhau một cái đi, anh em không à. Ôm lâu lâu ôm một cái. Tập trung chú ý. Ai tham gia văn nghệ thì đi theo mình. Còn ai mà đăng ký bóng rổ thì đăng ký bạn mình. Ai đăng ký văn nghệ giơ tay lên. Hay quá, đồng quá. Này ba bạn thân ơi. Ủa đâu mất tiêu rồi. Rồi ai đăng ký giơ tay lại nha. Hay quá, đồng quá.
Cô làm cái gì vậy? Cô tính hù em cho vui á mà. Đi thôi, mình đi thôi. Hả? Đi đâu cô? Thì mình đi tập chạy 2 người 3 chân. Em đăng ký rồi mà. Trời ơi, cái đó có gì đâu mà phải tập cô. Thì đúng rồi, không có gì đâu phải tập hết. Nhưng mà Mẫn biết đó, cô thì vụng về hậu đậu nữa. Cho nên nếu mà không tập á, cô sợ mình sẽ đứng chót đó. Nha, đi tập thôi, đi. Dũng My, chạy nhanh lên em. Mấy bạn kia chạy 3 vòng, em chạy 5 vòng nữa thầy. Tập trung chạy đi. Lẹ. Anh Phước. Ủa, hai cô trời đâu vậy? Em với Mẫn chuẩn bị đi tập chạy 2 người 3 chân nè. Rồi, để coi phí thời gian. Lớp của anh cũng sẽ về nhất thôi. Cái gì? Ừ. Anh hơi bị tự tin quá rồi đó. Không hề tự tin. Anh với Yumi là một đội mà, cho nên đương nhiên lớp anh sẽ về nhất. Và nà, anh không muốn làm em đi quê đâu nha. Thôi đi, anh với Yumi một đội hả? Anh đừng có quên đội của em còn có Mẫn nữa nha. Mẫn rất là giỏi luôn, Mẫn sẽ không bao giờ để cho thua đâu. Đúng không Mẫn? Ừ, cố lên. Cố lên xóa ca Mẫn. Em thấy chưa, thầy Phúc đang coi thường cô với em đó. Bởi vậy mình không bao giờ được để mình thua, biết chưa? Cố lên cô. Nè anh Phúc, nếu như lần này thi á, đội nào mà thua cuộc thì phải đãi đội còn lại trà sữa nha. Rồi cảm ơn hai người chậu trà sữa trước nha. Cái gì? Chưa có thi mà. Anh nói sự thật mà. Em thấy chưa, thầy Phúc coi thường cô với em quá trời luôn kìa. Kệ chú em đi cô ơi, chú em chạy với ẹt à. Mình cần luyện tập chăm chỉ là mình thắng chú em thôi. Đúng rồi, cố lên. Yeah. Giờ mình thôi. Về đi con. Ừ, bây giờ tụi em đi về trước đây. Ừ. Bye bye. Nói hẹn với nhà cô nha. Ừ. Diệu Hiền cố lên nha. Cố lên Diệu Hiền. Dũng My, chạy nhanh lên coi. Dũng My, con bé này. Cô, ổn không cô? À, sao mà đi bây giờ? Em nghĩ là cái này mình muốn đi thật nhanh á, là mình phải đi đều nhịp á. Ờ. Trong ngày mai nếu lúc mà thi á, em nghĩ là rất là ồn ào, nên mình phải đếm, ráng đếm thật to nha cô. Đếm, đếm sao mới được? Đếm theo nhịp, đều 1, 2, 1, 2, 1, 2 á. À, con hiểu rồi. Ok cô. À, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cô đếm 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, như sao mình đi được. Ủa, vậy phải đếm sao bây giờ? Cô phải đếm vậy nè. 1, 2, 1, 2, 1, 2. À, cô hiểu rồi. Rồi, giờ 1, mình thử 2, nha. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ừ. Rồi, cô nhớ nhịp chưa? Rồi, em cẩn thận nha. Rồi, bắt đầu, chân phải trước nha con. Em chân phải, tức là cô chân trái nha. À, cô hiểu rồi. Rồi, bắt đầu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mất người. Ngại quá, tự nhiên đếm đây. Không sao đâu con mà. Vậy bây giờ mình đi lại lần nữa đi ha. Ok con. Cho mình quen chân nè. Cẩn thận nha. Ok. Cố lên. Rồi, bắt đầu. 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
Hai ngày tập luyện hả? Hăng say quá ha. Ủa anh Phúc, tập cũng vô ít à? Sao vậy? Thì anh nghĩ sẽ không thắng được đâu. Anh này, thôi nghỉ đi. Hai người đi ăn không? Anh bao nè. À dạ đi. Mọi người không mấy mình đi ăn đi, xong rồi mình về mình tập tiếp ha. Con với lại cô có thể tự đi ăn mà chú, không cần chú đãi đâu. Anh nghe nói chưa? Vậy thôi đi ăn trước đi. Một hồi nữa cô chờ em tập xong đi ăn sau nha. Ờ. Tập tiếp đi con. Vô bắt đầu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quay lại cô ơi. Tập trung vô cô. Vô. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. Cẩn thận. Cẩn thận, anh nói rồi thấy chưa. Ui da, ui da, ui da. Cô có sao không cô? Hả? Chân cô có bị gì không cô? Ây da,
Em bị sao không? Hơi đau chút xíu thôi ạ. Thôi được rồi, đưa anh cổng lên nhà, lẹ. Dạ. Chú, cái thằng này con xin lỗi chú, hơi lỡ tay chút. Nhưng mà con với cô là một đội mà, con cũng có thể cổng cô vậy, con lo cho cô được mà, đâu cần chú đâu. Trời, hôm nay cháu tôi hơn thua với tôi kìa trời. Anh biết mà, Mẫn còn con nít lắm. Không mấy, anh đi về đi, em không có sao hết trơn á, té nhẹ mà. Không sao thiệt không? Dạ thiệt. Thôi vậy thì hai người tập đi, cố lên nha. Nhớ tập xong đi ăn uống nha. Em biết rồi. Đừng để bụng đói đó. Dạ. Chú về nha, chúc hai người thành công nha. Bye bye anh. Bye. Cái gì gọi em nha? Biết rồi. Dạ. Cô. Hả? Chân cô có sao không? Cô ngồi xuống đây nghỉ mệt xíu đi. Không, đâu có sao đâu. Chỉ té có chút xíu à, không có ảnh hưởng gì hết. May á mà không có bong gân hay trật chân gì á, em yên tâm đi. Vậy được rồi. Mà sao điện cô cái chú em kìa. Mình có tập luyện chăm chỉ thế nào cũng không bao giờ thắng được chú của em đâu. Em khờ quá à. Bởi vì cô tin em mà, em sẽ làm được. Em là một học sinh khỏe nhất lớp của mình. Đã vậy em rất là đặc biệt. Trời, khỏe không khỏe cô cũng đâu quan tâm em đâu. Em nói gì vậy Mẫn? Làm sao mà cô không quan tâm em được? Em biết không, đối với cô em là một học sinh rất là đặc biệt, rất là nhiều năng lượng mà cũng rất là giỏi nữa. Chứ em không thấy hả, mấy bạn học sinh nữ trong trường mình đó ai cũng thích em hết. Tất nhiên rồi, tại vì Mẫn là một người đặc biệt mà. Nếu như mà cô ở độ tuổi của em, chắc chắn cô cũng sẽ thích em Mẫn nữa. Cô nói thiệt đó. À, mà Mẫn ơi. Dạ. Cô hỏi em cái này, em trả lời thiệt cho cô biết nha. Cô hỏi đi cô. Tại sao em lại kêu cô phải chia tay với chú của em vậy? Có phải là gì cô không xứng đáng với chú của em không? Trận chung kết bóng đá thì sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều nay. Còn bây giờ sẽ là cuộc thi chạy ba cẳng. Điều đặc biệt của cuộc thi này là gì? Là tất cả thầy cô chủ nhiệm và học sinh của lớp mình sẽ hợp thành một đội và thi tài. Tôi chắc chắn đây sẽ là một cuộc thi đầy kịch tính và hấp dẫn. Và chưa biết ai sẽ vượt giải quán quân. Hãy chờ xem. Chú ý, hiệu lệnh xuất phát là gì? Là tiếng bong bóng nổ. Thì mọi người sẽ xuất phát. Bắt đầu chưa? Cái gì vậy? Ai chưa? Chưa? Ông bắn ai lên à? Ai làm nổ bóng bóng? Hả? Còn Minh nữa phải không? Tại sao vậy Minh? Hả? Long, đưa nó ra ngoài. Phá không à? Thiếu tổ chức vô kỷ luật. Nè, em sẵn sàng chưa? Em chỉ sợ thầy chưa sẵn sàng thôi. Nhất định phải chiến thắng hay chưa? Không thôi biết tại tôi đó. Cô, thắng thua không quan trọng đâu. Quan trọng là mình đoàn kết với nhau, đi theo đúng nhịp. Tất nhiên rồi, cố lên. Cố lên cô. Yes. Các đội, sẵn sàng. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1